ký anh. Giá cháy là 100.000 ký, giá cơm là 330 một ký. Rồi hết chín rồi các bạn ơi. Chín cây bựa luôn kìa. Cái gì vậy? Anh Trang muốn lấy sao? Bây giờ mở ra mới khui. Một cân này một hộp như vậy một ký đô là 330. Hiểu không? Chứ không phải có sẵn đâu. Phải là cái trái 330. Tức là anh muốn mua theo giá cơm là em khui em lựa cân ngon. Cân như vậy nè, cân đủ một ký đô là 330. Ký là đầy hộp đúng không? Mua ruột là chắc ăn nhất. Mua ruột là chắc ăn nhất. Mềm. Cái mềm 330 một ký cơm. Đó, và phải qua tiên thẩm định mềm hay không mềm. Okay. Đường là luôn luôn. Hai giờ chiều, trời quá nắng luôn. Hôm nay chắc không mưa. Ủa sao cái này cứ bay xuống đây rồi á? Uống nước ngọt hay là uống cái gì vô là không cảm giác ngọt đâu nha. Một ký cơm. Chắc đợt ký hả? Rồi, vừa đủ một ký luôn. 995 328 328 ngàn. Bạn học lấy luôn à? Lấy luôn rồi. 300 mấy ký luôn. 330 chị lấy. Nó nát cái muối cơm. Bốn trăm 45 ngàn. Ủa cái này nếu mà cái này đâu con trái đâu con trái đi. Cái này nát đâu con trái cơm mà. Tới thêm không? 445. Nắng quá các bạn ơi, tạm dừng nha. Một trăm chín mươi ba ngàn. Cái máy quạt này lúc cần gió nó không gió, lúc không cần đó là nó có gió. Chị ơi, thử cơm không? Đi qua đại đâu, qua chúng mình đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là thơm luôn. Mua cái máy lạnh cũng kích thước cỡ vậy luôn hả? Hay to hơn? Là nó hơi dài hơn xíu. Ủa dài hơn sao để vô? Cứ chở về nghiên cứu. Rồi. Tủ ta đang hai cánh tủ. Thành con, thành con, thành con. Cua cơm. Dạ. Cua cơm nữa. Anh lấy một ký cơm không? Hay là sao? Cua ra đúng không chú? Cua ra đúng không? Cua ra chỉ trái tầm 2 ký mấy 3 ký thì cũng có được ký cơm á, lấy ký cơm chạy à. Tức là khui ra, khui cơm ra đúng không? Có vào cái là ngon á, ngon đúng không? Ngon là dạ, không sợ. Chọn nè, lựa trái luôn đi, chọn. 283 ngàn. 2,8. Cái vụ kèn nó quan trọng, nó nhập cái ngon kìa. Dạ. Để gửi cho dùng, thấy ngon kìa, thanh của nó đông. Đang ngon. Đúng rồi, đây không? Khán giả coi video đó. Giờ phân công rồi các bạn ơi. Mắc cười quá. Nè, bạn ơi. Chả bạn à, có hai muốn thôi thôi, kiểm đi. Còn cái ngân này ai nữa nhớ kiểm. Sao sao? Ai vậy? Ai chơi kì vậy? Cũng được. Xong rồi giúp. Chảy máu hả? Đóng thùng cái khách bay á. Chảy máu rồi nè. Con trai nói chuyện 379 đuôi. À bên kia có lộn không? Con trai nói chuyện thì chắc là hơi chọn cái nội dung đi nè. À 1,5 kg không? 2 kg. Ngon nha, muốn muốn qua tới bữa rồi, giờ còn loại 100 ngàn ký à. 86 hả? Ngày mai ngày mốt vip vip kìa sầu riêng có nhiều loại nha các bạn, trăm là vip nha mọi người, 4-5 hộp nha các bạn. Vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa 4-15 cách mạng tháng 8. Đây là anh Trần Duy Hiếu, tự là Thanh Con. Ai chơi ai làm đây, ai làm lại mét mẹ xử. Một ký bảy, 14 trái nha bạn. Khách mua
đi về Hà Nội anh? Muốn về Hà Nội à? Rồi xin xin cho Khui ơi con. Biết rồi chứ, biết Khui, con nói con biết Khui nghe là chú té luôn á. Ủa một thùng này bỏ hết được chứ? Không. Chỉ có 2 thùng à. Đây bình thường trong cái 8 lên phòng. Trời muốn mưa rồi mọi người ơi, mưa chắc luôn à. Rào rào hả? À. Đang chiên đúng không? Đang chiên. Đang chiên cơm nha các bạn. Đó, cái đá nhỏ nhỏ vậy thì có thể được. Nhìn nhìn mặt xinh càng cứ càng ngày càng dễ, càng đẹp trai nha. Ký 8 bằng là 25kg. 25kg là Việt Nam Airlines xách tay được hả? À, bỏ hàng chứ. Ủa rồi con nghỉ hè rồi con có kế hoạch là đi về quê không? Hay là ở đây phá? Học hè hả? Ngày mai hay ngày mốt ăn ngày hả ta? Duy nhất nha mọi người ơi. Hai ba người rồi. Nhưng mà hôm nay con về con có chọc em khóc không? Hay là bị em chọc? Nghi lắm. Con đang quậy lắm hả? Con đang quậy không quậy à? Con quậy thôi hả? Anh con quậy lắm. Đây là món chua chút. Chua sầu riêng.
Dũng, Dũng tóc dài chút nữa có ghé không? Cái đó hơn á, cái đó 2 kg à. Rồi mai chín nha các bạn ơi, rồi vô thùng vô hộp luôn. Lên kêu. Hai mươi bảy ký. Nhiêu? Đâu cái tên đó. Rồi 24 kg à? 27 kg trừ 3 kg vỏ còn 4. Giờ đóng vô cái thùng. Nó bị rớt từ trên cao xuống bị dập nha các bạn. Đổi cái. Từ 1485 chục ơi. 1715. Một ký bốn. Rồi 24 kg vẫn chưa có qua 25 kg. 24 kg 4. 4 kg 4 nha các bạn. Hai thùng. Ủa? Bỏ nguyên một thùng vậy hả? À, một thùng một nha. Nó có cái bấm hàng gì á? Rồi, vô đơn 24 kg RI6 loại 1, 100k nha quý vị. Em ăn khô dẻo là khô queo kìa. Có hợp không? Ê, ông trời ông dạo ơi. Yeah.
sao? Ghi cái tổng rồi ghi chi tiết nữa các bạn ơi. Cái đấy cái gì? Bóp bóp cho nó nổ coi. Ý. Hết chuyện chơi nha, hết chuyện chơi nha. À, tổng là 24 kg nhưng mà bây giờ phải ghi chi tiết từng đá bao nhiêu kg nữa các bạn ơi. Chắc là để chi ta? Để cho phân biệt được tôi hát nghe bài nghe coi. Mọi người hát nghe bài chơi coi. Ê. Hát bài nghe chơi. Hát bài gì con cò bé bé coi. Hát con. Hát không? Hả? Dơ con. Dơ lắm. Ê, yeah, cái bọc này, cái bọc ni lông dơ. Dục đi. Bọc ni lông dơ. Ơ. Dơ. Dơ lại nữa. Kìa dơ. Vô cua sầu riêng đi. Muối to bà không chịu. Nó ăn sáu muỗng là hợp lý lắm luôn.